Sau đây chúng tôi xin chuyển tới quý vị tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 10 giờ ngày 12 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-60 km/h, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 90 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22 giờ ngày 12 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Trong 12-24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố, khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Sau đó, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 13 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Trong 24-36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh trên biển, từ chiều nay 12 tháng 6, ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, từ gần sáng ngày 13 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, vùng ven biển gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình nhận định do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, nối với vùng áp thấp nhiệt đới, nên khu vực tỉnh Ninh Bình từ hôm nay 12 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo tổng lượng mưa cả đợt khoảng từ 100-200 ly, có nơi trên 200 ly. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.